Phương pháp dạy con của Công Vinh Thủy Tiên không phải tiền con cấm được sai, không vinh váo với người khác. Cùng nhau thống nhất là con cái sẽ có số phận của con cái, không có nên quá nuông chiều và cũng không có quá suy nghĩ cho tương lai của con cái để phải lo lắng và rất là khổ tâm. Chuyện tình của Công Vinh và Thủy Tiên từng được ví như Beckham Victoria phiên bản Việt Nam bởi chàng là cựu cầu thủ lừng danh một thời, còn nàng là ca sĩ diễn viên đình đám, trải qua nhiều sóng gió. Cuối cùng họ đã chứng minh được cho khán giả thấy rằng lựa chọn của mình là đúng đắn. Giờ đây, sau nhiều năm bên nhau, cả hai ngày càng thành công, tình yêu vẫn nồng thắm như thuở ban đầu và kết tinh mối tình đẹp ấy chính là bé Bánh Gạo, con gái đầu lòng của cặp đôi chào đời vào năm 2013. Tuy nhiên, đã 6 năm trôi qua, mặc dù thường xuyên đăng hình cùng con, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà cặp đôi chưa bao giờ để lộ mặt con gái, đồng thời ít khi tiết lộ về bé. Song mỗi lần kể về phương pháp giáo dục con, Thủy Tiên lại khiến khán giả há hốc mồm bởi cách thức hết sức độc lạ. Hiếm có ông bố bà mẹ nào của VBiz lại chăm con cẩn thận từng ly từng tí như Công Vinh và Thủy Tiên. Ngay từ khi còn nhỏ, nữ ca sĩ đã dạy cho con cách sống sao để chan hòa với mọi người, không ỷ lại rằng bố mẹ nổi tiếng để kênh kiệu, vênh váo với người khác. Nữ ca sĩ chia sẻ cô từng tiếp xúc với một số bé có bố mẹ nổi tiếng ở hậu trường, mặc dù khá mạnh mẽ, nhưng thái độ của các bé với các cô chú nhân viên lại kiểu bệnh ngôi sao. Cô rất sợ con gái phát triển nhân cách theo hướng đó, bởi càng không lớn, bé Bánh Gạo càng ý thức hơn về thế giới xung quanh và đã có biểu hiện thích khoe là con gái ba mẹ nổi tiếng. Ngay từ khi con mới chập chững biết đi biết nói, Thủy Tiên đã đưa ra phương pháp răn dạy con về việc rõ ràng trong tài chính. Nữ ca sĩ nhấn mạnh, tiền của mẹ là tiền của mẹ, tiền của ba là tiền của ba, tiền của con là tiền của con, không phải tiền của ba mẹ là tiền của con là sau này con lớn lên, con phải tự đi làm. Cô muốn con gái không chỉ biết cách chi tiêu tiền bạc mà còn phải cố gắng sống tự lập, không phụ thuộc vào bố mẹ. Đồng thời, điều này cũng giúp bé hình thành được thói quen chi tiêu hợp lý, biết cân đo đong đếm, chứ không cậy nhà giàu nên ném tiền ra sao cũng được. Vốn là những ngôi sao thường xuyên đi từ thiện, được ví như cô tiên của VBiz, nên Thủy Tiên thường xuyên dạy con về lòng nhân hậu. Vào dịp Tết khi nhận được tiền lì xì, nữ ca sĩ đã hỏi con sẽ làm gì với số tài sản lớn thế này. Bé Gạo khuyên mẹ nên đem đi cho người nghèo. Câu nói ấy đã khiến nữ ca sĩ cực kỳ hài lòng, vì con gái còn nhỏ nhưng sống nhân hậu, biết sẻ chia với những người khó khăn, chứ không dùng tiền để tiêu xài hoang phí cho mục đích vui chơi của bản thân. Bên cạnh đó, Thủy Tiên còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh con gái quyên góp tiền cho người nghèo, người vô gia cư. Từ khi mới sinh, Bánh Gạo được bố mẹ cho tập ngủ ở phòng riêng, hay bảo mẫu thường xuyên để bé không bị phụ thuộc. Chính nhờ vậy mà dù 6 tuổi nhưng cô bé đã rắn rỏi, có thể ứng phó được với những khó khăn trong cuộc sống và giải quyết vấn đề của mình chứ không mè nheo bố mẹ. Cách dạy con của Thủy Tiên Công Vinh có phần khác so với nhiều phụ huynh của VBiz nhưng cũng vô cùng hiệu quả, giúp con gái khôn lớn trưởng thành và biết tự lập từ sớm. Đặc biệt, phương pháp giáo dục của cặp đôi nổi tiếng này còn hướng con tới sự nhân hậu, sẻ chia, đúng với những mục tiêu mà họ vẫn luôn đặt ra trong cuộc sống. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.